Chào các bác, chủ nhật các bác nhìn xem mà có biết hai cái gọi là cái khay kia đi mà mấy ông trồng mấy cái chậu lên kìa, đây trước mặt này là từ đâu ra không ạ? Đấy, hôm qua đi đám cưới Bắc Ninh 2 ngày, về đến Hà Nội là tầm 6 giờ chiều, 6 giờ chiều thì có ghé vào cơ quan ấy, thấy cái chỗ nhà đang xây dựng ấy, nó có cái có hai cái khay, đại gọi là cái khay đi, khay bầu dục bằng bằng cái đá mà người ta xẻ ra để làm hay làm lát cầu thang với lại ốp tường các bác. Đấy, thì cái đá đấy thì thấy người ta vứt đi rất là phí, mà người ta cắt rất là khéo, rất là tròn, me cạnh rất là khéo. Thì mà nghĩ là mình đang thiếu một số cái khay để trồng cái cây mà nó có dáng hơi siêu một tí các bác, để cho nó đổ cái tán xuống vừa mới hết cái mép chậu là đẹp. Đấy, thì mua những cái đấy thì ở miền Bắc nó cũng ít lắm, mà mua thì những cái đấy thì nó khá là đắt, khá là đắt. Mà cây của mình thì toàn là cây phôi, cây trung bình thôi, với lại điều kiện chơi mình chưa có thì mình nghĩ là mình nên theo cái hướng là có cái sao dùng vậy và kiểu như là năng năng xin giảm mua đấy các bác. Đấy, sau này mà mình có về hưu mình chuyên tâm vào cây cối thì sẽ chơi chuyên nghiệp. Đấy, thì một số các bác xem kênh của em thì cứ nhiều khi nói là trồng ẩu với lại trồng cây ẩu ấy làm kiểu như là qua quýt quá thì nó cũng đúng thôi, vì hướng 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 đến cái mục tiêu của kênh của em nó không phải là cái gì học thuật cao siêu, mà dành cho tất cả mọi người có thể chơi được, những người không có thời gian, những người trẻ chơi cây họ làm sao mà có thể cầu kỳ đến mức như các nghệ nhân được. Đồ trồng cây với đồ dùng các thứ từ cây cho đến chậu rất khó, như thế thì gần như là sẽ bỏ về công việc. Đấy các bác, thì em muốn một cái gì đấy nó đơn giản nhất cho các bác, những người trẻ, những người mới chơi cây. Đấy, chứ không phải cái gì nó học thuật quá ghê gớm cả. Đấy, mọi cái cây em trồng, mọi cái em đồ em dùng nó rất là đơn giản, rất là không có gì nó cao siêu cả các bác nhé. Rồi, bây giờ em giới thiệu cái khay này cả nhé. Này lão cũng lên chỗ ơi. Thế đó. Sáng như gương. Đấy các bác nhận ra cái đá lát cầu thang ấy. Đấy. Tôi nghĩ là cái nó nặng quá nên thôi không nhấc lên được. Tôi nghĩ là nó từ cái có thể là lát cái bồn mà rửa bát các bác, xong rồi ta sẽ khoét một cái hình bầu dục này kiểu như là để cho cái bồn rửa bát. Có thể là như thế. Mà cái gì thì mình không quan tâm lắm, nhưng mà đại loại là mình nhặt về, mỗi tội là nó nặng quá. Chở hơn 40 cây số từ Hà Nội về, xong rồi trộn một ít xi, lúc ấy là tối rồi, không là quay các bác làm, nhưng mà trộn một ít xi xong rồi vanh cái bờ này để làm cái khay. Xi nó vừa mới khô thôi, cũng chả có cầu kỳ gì làm qua loa được mà các, cho nó sau này nó màu nó ố đi thì là nhìn nó đỡ lem nhem, hoặc là đánh giấy nhám đi. Đấy, đại loại là em muốn có một cái khay như này từ rất lâu rồi, thì có thể là một là mua, hai là nhặt từ một cái gì đấy. Hôm nay là nhặt, và nhặt được thì không mất chi phí gì, thì chung là lúc nào có được thời gian người ta lại làm nó đẹp hơn. Đấy, thì cái cây cần thăng thì em còn đang trồng ở trong cái hộp kẹo các bạn, hộp kẹo sắt. Em trồng cây cho một người lắm,
Vâng, nhìn thì các bác chắc sẽ cười thôi, nhưng mà nó là cái giải trí mà nó không ảnh hưởng đến kinh tế của mình lắm. Vâng. Chưa chưa khô hẳn, chưa khô hẳn sức. Là muộn quá đến nỗi mà không không cần để cả lỗ thoát nước, nó chưa khô hẳn, nó vừa bóp về nó sứt mất mấy miếng tí chắc đắp lại. Bây giờ là muốn trồng cái cây cần thăng này bạn, cái cần thăng này bạn, cái cần thăng này nha. Đấy, bên này là cái dúi lâu rồi, nhưng mà chắc không trồng cái dúi, phải trồng cái cần thăng này. Đấy, cái cần thăng này thì không phải mua mấy gì đâu, mà bố vợ về về quê bố vợ thấy vứt một cái cây này ở ngoài bờ ao, còn dáng dấp nó không phải như này đâu, nó như một cây bụi bình thường thôi, thì thấy nó vứt bỏ thì tiếc, thì bảo xin sách lên Hà Nội trồng. Mang lên Hà Nội trồng thì uốn nắn thì nó thấy nó cũng hay ok. Ngày xưa nó có một cái tử, nhưng một cái tử nó mọc sai, cái tử nó mọc đằng sau kia, nên là em cắt một cái tử nó tách thành hai cây. Cây này thì trồng lên cái hộp sắt này, ngày xưa không dám mua chậu trước các bác. Đấy, cái này lâu lắm rồi. Thì đấy, nhá. Đấy, cái thằng trồng trong chậu hộp kẹo rồi vẫn có hình cái bánh này. Để nhấc vào ra nhá. Nhưng mà cũng vẫn phải cố giữ lấy cái mép kia để bo cái đất, không có nhà nó nhiều gà lắm, sắp tới. Thế mà trồng chuyên nghiệp khó, gà rất nhiều, gà chó mình không có ở nhà mấy, vậy thì cố gắng giữ thì nào giữ. Móc cái mềm này ra đất lên. Lên đấy, lên rồi đấy, đang gấp phết nhưng cỗ vẫn phải lấy lại cái bo bo đất để chống gà. Là em sẽ tháo cái đít này, lấy cái mép này.
kéo cắt. Giữ đây cái bầu đất gà nó phải phá hoại. Chắc dùng cái khác, không dùng cái nắp kia nữa, cái sắt kia nữa, để nguyên rồi, giữ trông gà trên đất nữa.
Đang vội quá các bác, vì là đi dựng nhà hộ với thằng em. Thôi tạm dừng lại tí, có khi quay tiếp, không có thì có sao bác xem vậy nha. Đấy, lượn lại tí cho bác xem. Cần thang, cần tăng dân số này. Cây cần tăng dân số này. Còn đang sơ sơ thế thôi. Sau còn làm hòn đá ở đây. Xếp xếp đây. Hoặc là đôi ba con cò đứng dưới bóng uống nước được. Quả lòa quá mày đang vội. Đã ẩu này lại làm một ẩu hơn. Đấy. Cái dưới kia thì để đấy đã. Bên này tí nữa cũng phải về tiếp tục. Giờ đi thôi, không có nhờ mình không làm giúp nó không hay các bác nhé.